Chương 7 Giải thưởng dôi trăng. Năm Tất Đạt Đa lên 14 thì hoàng hậu Kỳ Đàm Di xin em Nang Đà. Cả hoàng cung mở hội để ăn mừng. Tất Đạt Đa rất hãnh diện khi có một đứa em. Mỗi ngày sau buổi học, Tất Đạt Đa thường chạy về thăm em. Tất Đạt Đa đã lớn rồi nên được phép thỉnh thoảng ẵm em đi chơi. Đề Bà Đạt Đa cũng hay đến chơi. Tất Đạt Đa cũng có những người em họ khác như là Ma Nam Cầu Lợi, Bạc Đề Ly, Kim Tỳ La. Mỗi khi các em tới, Tất Đạt Đa thường rủ họ ra chơi ở vườn hoa phía sau cung điện. Bà Kiều Đàm Di cũng hay theo bọn trẻ ra vườn hoa. Bà ưa ngồi may áo cho Nang Đà trên một chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh hồ sen và nhìn bọn trẻ nô đùa. Bên bà luôn luôn có một người thị nữ túc trực. Bà chỉ hay phái người thị nữ này khi cần đi lấy nước nôi và bánh trái cho bọn trẻ mà thôi. Càng lớn lên, Tất Đạt Đa học càng giỏi. Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần tỏ vẻ ganh tị với Tất Đạt Đa. Môn học nào chàng cũng xuất sắc, kể cả võ nghệ. Đề Bà Đạt Đa khỏe hơn Tất Đạt Đa, nhưng về phương diện lanh lẹ thì lại không bằng Tất Đạt Đa. Về toán học, cả lớp đều nhường Tất Đạt Đa. Giáo sư dạy toán có khi phải mất thật nhiều thời giờ với những câu hỏi của Tất Đạt Đa. Về âm nhạc, chàng rất ưa thổ sáo. Tất Đạt Đa có một ống sáo thật quý do chính giáo sư âm nhạc của mình tặng cho. Có những buổi chiều hè, Tất Đạt Đa ra ngoài công viên một mình để thổ sáo. Tiếng sáo của Tất Đạt Đa có khi dịu dặt, có khi cao vút, khiến người nghe có cảm tưởng như đã thoát lên được trên mấy tầng mây. Nhiều hôm trong bóng đêm đang xuống, bà Kiều Đàm Di cũng ra ngoài vườn ngự ngồi nghe tiếng sáo của con. Bà cảm thấy khỏe khoắn khi ngồi thả lòng bay theo tiếng sáo của Tất Đạt Đa. Cùng với tuổi, Tất Đạt Đa càng ngày càng lưu tâm đến đạo học và triết học. Chàng được học các kinh Vệ Đà và được nghiền ngẫm về những đạo lý hàm chứa nơi các bài tụng trong các kinh ấy. Hai kinh Vệ Đà và Áo Nghĩa Thư là hai kinh được học hỏi nhiều nhất. Từ thuở ấu thơ, Tất Đạt Đa đã được thấy các thầy Bà La Môn hành lễ và đọc kinh. Bây giờ đây, chàng đích thực đi vào trong nội dung của các kinh. Địa vị của lời nói trong đạo Bà La Môn rất quan trọng. Lời kinh đi theo với nghi lễ là một sức mạnh lớn có thể ảnh hưởng tới và làm thay đổi được tình trạng của thế giới và của con người. Vị trí của tinh tượng và sự vận chuyển của bốn mùa có liên hệ mật thiết tới sự cúng tế và tới lời kinh cầu đạo. Các thầy Bà La Môn là những người duy nhất có thể hiểu thấu được những lẽ huyền bí trong Phạm Thư và trong trời đất, và cũng có thể dùng lời kinh và nghi lễ để chỉnh lý lại được trật tự trong tự nhiên và nhân sự giới. Tất Đạt Đa được học rằng vũ trụ là một cái ta lớn gọi là Purusa, có khi gọi là Phạm Thiên, và các giai cấp của con người trong xã hội đều được phát xuất từ những phần khác nhau của thân thể vũ trụ ấy. Mỗi con người đều mang theo một cái ta, cũng phát xuất từ cái ta siêu việt ấy và cùng một tính chất với cái ta siêu việt ấy. Cái ta này là bản chất thường tại trong mỗi con người. Tất Đạt Đa lại còn được học thật kỹ về các Phạm Thư, Phạm Thiên và các Áo Nghĩa Thư. Các giáo sư bao giờ cũng muốn giảng giải các thánh thư theo truyền thống, nhưng chàng và các bạn luôn luôn muốn đặt những câu hỏi buộc họ phải nhắc tới những tư tưởng đương thời được xem như không trung thành mấy với truyền thống. Trong những ngày nghỉ học, Tất Đạt Đa thường rủ các bạn đi thăm các vị Sa Môn và các vị Bà La Môn nổi danh ở Kinh Đô để học hỏi.
Nhờ tiếp xúc nhiều như thế nên chàng sớm tìm ra rằng hiện đang có những cuộc vận động tư tưởng chống lại uy quyền thống trị của truyền thống Bà La Môn. Cuộc vận động này không những có mặt trong giai cấp sát đế lợi đang muốn vươn lên để nắm được cả quyền uy tinh thần lâu nay đang nằm trong tay của giai cấp Bà La Môn, mà cũng có mặt ngay trong giới những người Bà La Môn nữa. Ngày xưa, từ khi được ăn cơm trên cỏ lần đầu với bọn trẻ dân dã, Tất Đạt Đa thường xin phép được đi chơi và nhân dịp đi thăm các thôn xóm ngoài thành. Trong những chuyến đi như thế, chàng thường cố ý ăn mặc thật giản dị, tiếp xúc với dân dã. Tất Đạt Đa học được rất nhiều cái mà trong trường không bao giờ Tất Đạt Đa được học. Đã đành dân chúng thờ phụng ba vị thần của đạo Bà La Môn là Phạm Thiên, Thập Nữ và Thấp Bà, nhưng dân chúng cũng bị các thầy Bà La Môn lợi dụng và bóc lột quá mức. Trong tất cả các dịp quan, hôn, tan, tế, người dân đều phải chu cấp thực phẩm, tiền bạc và sức lao động của mình cho ông thầy cúng. Cho dù họ có nghèo khó và cực khổ đến mấy cũng phải làm cho xong thủ tục này. Một hôm, đi ngang qua một túp lều, Tất Đạt Đa nghe tiếng khóc kể thảm thiết. Chàng rủ Đề Bà Đạt Đa ghé vào thăm và được biết rằng người chủ gia đình vừa mới qua đời. Đây là một gia đình nghèo khó, mấy mẹ con trông thật lam lũ, áo quần tả tơi, nhà cửa xiêu vẹo đổ nát. Hỏi ra thì người chủ gia đình chỉ vì muốn mời ông thầy Bà La Môn trong làng tới cúng đất đai để có thể xây lại nhà bếp, mà ông đã phải ở lại mấy ngày làm lao động tại nhà cho ông thầy. Ông bị bắt làm việc rất nặng nhọc, nào khuân đá, nào bữa củi, trong khi cơ thể ông đã suy nhược vì một trận cúm. Sau mấy ngày lao động, ông thầy Bà La Môn bảo ông đi về trước và hẹn vài hôm sau sẽ đến cúng. Về tới nửa đường, người chủ gia đình nghèo khó đã bị trúng gió và chết bên lề đường. Người trong xóm phát giác ra và về báo cho mấy mẹ con hay. Từ khi biết suy đoán, Tất Đạt Đa đã có khuynh hướng âm thầm không chấp nhận ba giáo điều căn bản của đạo Bà La Môn. Kinh Vệ Đà là thiên khải cho riêng người Bà La Môn. Phạm Thiên là đấng tối cao ngự trị và tế lễ có công hiệu vạn năng. Chàng thấy có cảm tình với những vị sa môn và Bà La Môn nào có tư tưởng cấp tiến, dám thẳng thắn phủ nhận giá trị của ba thứ quyền uy ấy. Tuy vậy, Tất Đạt Đa không bao giờ bỏ một buổi học hỏi nào và thảo luận nào về Kinh Vệ Đà. Các môn học khác mà chàng vẫn theo học là Tự Dựng Học, Ngữ Nguyên Học, Sử Truyện và Văn Pháp Học. Chàng rất ưa tiếp xúc với các vị đạo sư và sa môn. Biết rằng phụ vương không ưa việc này, chàng phải kiếm cớ đi du ngoạn để có dịp tìm gặp các nhà tu ấy. Họ là những người không thiết tha đến quyền lợi vật chất và địa vị trong xã hội như các ông thầy Bà La Môn chuyên lo tế tự và gần gũi giới có quyền thế. Trái lại, họ muốn từ bỏ tất cả để đi tìm cầu sự giải thoát, cắt đứt những sợi dây ràng buộc họ vào nếp sống đầy não phiền của cuộc đời. Họ là những người đã từng học hỏi và thông hiểu qua Vệ Đà và Ám Nghĩa Thư. Chàng biết rằng tại nước láng giềng Kosala về phía Tây và nước láng giềng Ma Kiệt Đà về phía Nam có rất nhiều những vị sa môn như thế. Và chàng ao ước một ngày kia có thể đi đến những miền ấy để tìm thầy học đạo. Vua Tịnh Phạn không phải là hoàn toàn không hay biết gì về tâm tư của Tất Đạt Đa.
Vua rất lo lắng về việc Tất Đạt Đa có thể đi tu theo kiểu các vị sa môn. Có lần nói chuyện riêng với người em ruột là Bạch Vạn Dương, cha của Đề Bà Đạt Đa và A Nan Đà, vua than thở: Dương quốc Cầu Tắc La hay dần ngó lãnh thổ nước ta. Nếu sau này chúng ta không có người trẻ tài giỏi như Tất Đạt Đa và Đề Bà Đạt Đa, thì lấy ai mà nắm lấy vận mệnh của nước? Ta rất sợ Tất Đạt Đa sau này sẽ đi tu. Theo như lời tiên đoán của Sa Môn A Tư Đà, Đề Bà Đạt Đa lại hay đi theo với Tất Đạt Đa. Chú có biết là hai anh em chúng nó ưa đi gặp các thầy Sa Môn khổ hạnh hay không? Hoàng thúc Bạch Vạn Dương rất lấy làm ngạc nhiên khi nghe vua nói. Ngẫm nghĩ một hồi, ông ta thầm thì bên tai vua: Theo tôi, huynh Dương nên lo cưới vợ cho Tất Đạt Đa đi. Có vợ con rồi thì tư tưởng đi tu sẽ không còn. Vua Tịnh Phạn im lặng gật đầu. Tối hôm ấy, vua tâm sự với bà Kiều Đàm Di. Hoàng hậu hiểu ý vua, hứa sẽ lưu tâm tìm cách sắp đặt để Tất Đạt Đa chống lập gia đình. Những buổi hòa nhạc, những hội thể thao và những cuộc du ngoạn từ đó được tổ chức thường xuyên cho các giới trẻ được gặp nhau. Tất Đạt Đa tham dự hết lòng vào những cuộc vui này. Trong đó, chàng gặp gỡ được nhiều người bạn mới, nam cũng như nữ. Năm sau, Hoàng hậu Kiều Đàm Di xin cho Tất Đạt Đa một cô em gái nữa. Công chúa được đặt tên là Tôn Đà Lợi. Vua Tịnh Phạn có một người em gái tên là Pamita. Chồng của bà là Thiện Giác Dương Dandapani thuộc bộ tộc Kuliya. Họ có nhà cửa bên thủ phủ Lam Mạc của vương quốc Kuliya, nhưng họ cũng có trú sở ở Ca Tỳ La Vệ. Tích Ca và Kuliya là hai vương quốc nhỏ nằm sát bên nhau, ngăn cách bởi con sông Rohini. Hai bên bộ tộc Tích Ca và Kuliya đã nhiều đời giao hảo với nhau rất thân mật. Ca Tỳ La Vệ chỉ cách Lam Mạc có một ngày đường. Hai vợ chồng được bà Kiều Đàm Di ủy thác tổ chức một đại hội thể thao trên một bãi cỏ rộng mênh mông cạnh bờ hồ Kunaü. Vua Tịnh Phạn đích thân chủ tọa đại hội này, bởi vì vua rất muốn khuyến khích những người trai trẻ ở vương quốc Thích Ca bồi đắp sức khỏe và trau dồi võ nghệ. Tất cả những người trẻ trong kinh đô đều được mời tham dự, nam cũng như nữ. Các thiếu nữ tuy không được tham dự vào các cuộc tỷ thí, nhưng được khuyến khích có mặt để tán thưởng và cổ võ cho các chàng trai. Yajudala, con gái của Dandapani và của Dương Phi Pamita, đứng ra điều khiển việc tiếp tân. Yajudala là một cô gái nhan sắc diễm lệ, nàng tự nhiên và tươi mát như một đóa sen mùa hạ. Tất Đạt Đa được làm quen với Yajudala trong đại hội thể thao này. Chàng đã chiếm giải nhất trong các môn thi bắn cung, đánh kiếm, cưỡi ngựa và cử tạ. Yajudala được cử đem giải thưởng đến cho Tất Đạt Đa. Giải thưởng là một con voi trắng. Người giật giải quán quân cuộc thi sẽ cưỡi voi đi một vòng trong thành Ca Tỳ La Vệ trước sự hoan hô của mọi người. Yajudala đem voi tới cho Tất Đạt Đa. Nàng đi chậm chậm bên voi, voi đi từng bước có lễ nghi với sự điều khiển của một quản tượng. Tới trước Tất Đạt Đa, Yajudala chắp tay cúi đầu chào thái tử và nói những lời khen ngợi: Xin điện hạ nhận thước voi này, phần thưởng dành cho người chiếm giải quán quân của đại hội thể thao. Em xin thành tâm khen ngợi và chúc mừng điện hạ. Giọng nàng thanh tao, dáng điệu nàng thật tự nhiên, cách phục sức của nàng thật trang nhã, nụ cười của nàng chúng chiếm tươi như một bông sen hàm tiếu. Tất Đạt Đa nghiêng mình đáp lễ. Chàng nhìn Yajudala đáp: Xin cảm ơn công nương. Lúc ấy, Đề Bà Đạt Đa đang đứng ngay sau lưng Tất Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa không được vui vì chàng chỉ được đứng hạng nhì trong cuộc thi tài này.
thấy Gia Du Đà La không nhìn tới mình, Đề Bà Đạt Đa bực tức. Chàng bước tới mấy bước, nắm lấy dồi con bạch tự, dùng tất cả sức mình, chàng đấm con bạch tự một đấm như trời giáng vào chỗ yếu. Con bạch tự đau quá, ngã quỵ xuống. Tất Đạt Đa quay lại nhìn Đề Bà Đạt Đa: "Em làm như vậy không tốt." Nói xong, chàng đưa tay sờ voi, xoa bóp chỗ đau và an ủi nó. Con voi từ từ đứng dậy được và nghiêng đầu tôn kính chàng. Quần chúng vỗ tay và hoan hô vang dậy. Tất Đạt Đa leo lên mình voi và đám khước bắt đầu diễu hành. Chương 8. Chuỗi Ngọc. Cuộc sống trong cung điện hơi ngột ngạt đối với chàng, nên Tất Đạt Đa ưa đi ra ngoài thành. Chàng đã trưởng thành lâu rồi, năm nay chàng 24 tuổi, nên đi đâu trong vòng một vài hôm, chàng không phải xin phép vua và hoàng hậu nữa. Tất Đạt Đa có một người hầu cận trung thành là Sa Nặc. Sa Nặc thường đánh xe song mã đưa Tất Đạt Đa đi. Có khi chàng rủ bạn hoặc đem em đi theo, có khi chàng đi một mình với Sa Nặc. Và rất nhiều khi chàng tự tay cầm cương ngựa để cho Sa Nặc ngồi chơi bên cạnh chàng. Tất Đạt Đa không bao giờ dùng roi ngựa, biết vậy cho nên Sa Nặc cũng không sợ tới cây roi. Dương quốc Thích Ca, chàng đã đi thăm gần như khắp nơi. Phía bắc của Dương quốc là miền cao nguyên, gồm những dãy đồi nối tiếp nhau chạy về phía chân dãy Hy Mã Lạp Sơn. Một nửa Dương quốc là đồng bằng vào phía nam. Kinh đô Ca Tỳ La Vệ ở vào khoảng đất trù phú nhất của miền đồng bằng này. So với các nước láng giềng Câu Tác La và Ma Kiệt Đà, Dương quốc Thích Ca thật bé nhỏ. Đất đai cũng không phì nhiêu, nhưng vị thế của Dương quốc thật là đặc biệt. Các con sông Rohini và Banganga bắt nguồn từ miền cao nguyên, chảy về tưới đồng bằng, rồi tiếp tục đi về miền nam để chảy về sông Hiranyapati trước khi rót vào sông Hằng. Tất Đạt Đa thường ưa ngồi bên bờ sông Banganga ngắm dòng nước chảy. Dân quê vẫn tin rằng nước sông này có thể tẩy trừ tội lỗi và nghiệp chướng của kiếp trước và kiếp này, cho nên thường hay kính cẩn xuống ngâm mình với dòng nước, cả những khi nước rất lạnh. Có một hôm ngồi dưới Sa Nặc bên bờ sông, Tất Đạt Đa chỉ những người đang tắm ở bên kia bờ sông và hỏi người hầu cận: "Sa Nặc à, ngươi có tin là tắm như thế rất thường thì có thể rửa sạch được nghiệp chướng không?" "Thưa điện hạ, có chứ, nếu không thì người ta tắm để làm gì?" Tất Đạt Đa cười: "Nếu vậy thì đứng về phương diện nghiệp chướng, có phải là các loài tôm cá rùa và sò ốc là những loài thanh tịnh nhất không? Chúng ở suốt đời dưới sông thì chúng phải sạch nghiệp của chúng ta chứ." Sa Nặc trả lời: "Thưa điện hạ, nhưng mà ít nhất tắm với sông cũng rửa sạch được những cáo bẩn trên da thịt." Tất Đạt Đa vỗ vai Sa Nặc: "Cái đó thì ngươi nói đúng." Một hôm, trên đường về thành nội, Tất Đạt Đa ghé lại thăm một xóm nghèo ở ngoại thành. Chàng ngạc nhiên thấy Gia Du Đà La đang ở trong xóm cùng một tỳ nữ. Nàng đang săn sóc cho các trẻ em ở đó. Các em được săn sóc đều là những đứa trẻ có bệnh, đứa thì đau mắt, đứa thì cảm cúm, đứa thì dễ chốc. Gia Du Đà La ăn giận rất đơn giản, nhưng nàng tươi mát như một bà tiên vừa hiện đến giữa bầy trẻ nghèo.
Tất Đạt Đa thấy cảnh tượng rất đẹp, chàng sửng sốt khi thấy một người con gái nhà quyền quý lại chịu thương chịu khó đi làm những công việc rửa ghẻ, rửa mắt, xức thuốc, giặt áo cho bọn trẻ nghèo đói. Công nương đã bắt đầu làm các việc này từ bao giờ vậy? Thật là quý quá quá. Đang rửa tay cho một em bé gái chừng 3 tuổi, nghe Tất Đạt Đa hỏi, Gia Du Đà La ngẩng lên nhìn Tất Đạt Đa. Thưa điện hạ, em cùng mọi người bắt đầu làm công việc này cũng đã gần 2 năm rồi. Tuy nhiên, đây chỉ là lần thứ 2 em đến sớm này. Ta đến sớm này thường lắm. Bọn trẻ con trong xóm đều biết ta. Ta nghĩ được làm những công việc này chắc công nương thấy vui trong lòng lắm phải không? Gia Du Đà La mỉm cười không đáp. Nàng cúi xuống tiếp tục rửa một ghẻ trên đầu gối của một em bé. Hôm ấy, Tất Đạt Đa được nói chuyện nhiều với Gia Du Đà La. Chàng ngạc nhiên khám phá ra rằng nàng có nhiều nhận thức chống chàng. Nàng không phải là một cô gái khuê cát chỉ biết dâng theo truyền thống. Nàng cũng biết về tư tưởng Vệ Đà, cũng ngấm ngầm phản đối tình trạng bất công của xã hội. Cũng như Tất Đạt Đa, nàng không cảm thấy có hạnh phúc trong địa vị giàu sang và nhiều quyền thế của hoàng tộc. Trái lại, nàng ghê tởm những cuộc tranh chấp quyền lợi và địa vị của những thành phần quý tộc trong triều đình và ngay ở giới tăng nữ Bà La Môn. Biết mình là phận gái, không thể nào làm được những cuộc thay đổi lớn trong xã hội, nàng chỉ tìm cách biểu lộ cái thấy của mình và thiết lập sự bình an trong tâm hồn mình bằng các công việc từ ái. Nàng hy vọng sẽ có những người bạn hữu trong giới trẻ tuổi thấy được ý nghĩa của công việc nàng làm. Đã có cảm tình tự nhiên sẵn với Gia Du Đà La từ trước, Tất Đạt Đa càng nghe nàng nói càng tỏ vẻ mến phục nàng. Phụ Dương đã ngỏ ý muốn chàng lập gia đình, Gia Du Đà La có thể là người mà chàng chọn lựa. Trong các cuộc gặp gỡ khác ở những nơi như nhạc hội, vũ hội, Tất Đạt Đa đã gặp nhiều thiếu nữ diễm lệ. Ở Ca Tỳ La Vệ cũng như ở Ramayana không thiếu những cô gái mặn mà. Gia Du Đà La tuy không phải là cô gái đẹp nhất mà chàng gặp, nhưng đó là cô gái mà mỗi khi gặp là chàng cảm thấy trong tâm hồn một sự bình an và thoải mái. Một hôm, Hoàng hậu Kiều Đàm Vi muốn chính tự mình tổ chức một cuộc trình diễn quốc phục phụ nữ. Bà nhờ Dương Phi Pamita, mẹ của Gia Du Đà La, tới giúp mình về việc tổ chức. Tất cả các thiếu nữ trong thành Ca Tỳ La Vệ đều được mời tới dự thi. Người nào cũng sẽ có giải thưởng nữ trang. Dương Phi Pamita đề nghị Tất Đạt Đa phát giải thưởng cho các cô. Cũng như tháng trước, Gia Du Đà La đã làm công việc tiếp tân trong đại hội thể thao do chồng bà tổ chức vậy. Vua Tịnh Phạn triều đình và tất cả các vị dân tôn công tử công nương đều được mời tới tham dự. Đêm đầu hạ thật mát, thức dậy khác được đặt khắp nơi, âm nhạc dân tộc làm nền cho buổi dạ hội. Dưới ánh hoa đăng rạng rỡ, các thiếu nữ tha thướt trong những chiếc sari đủ màu và lóng lánh kim tuyến. Từng người một đi ngang lễ đài trước hàng ghế danh dự, trong đó có vua và hoàng hậu. Tất Đạt Đa mặc quốc phục đứng về phía bên trái. Trước mặt chàng là những sâu chuỗi vàng ngọc đủ để phân phát cho cả ngàn người. Tất Đạt Đa đã từng từ chối việc phát thưởng, nhưng bà Kiều Đàm Vi và Dương Phi Cam Lộ đã nài ép chàng. Con không được từ chối, được Thái tử Tất Đạt Đa tự tay phát thưởng, đó là một niềm vui lớn cho bất cứ ai, con phải biết điều đó chứ. Dương Phi Cam Lộ nhìn chàng nói một cách tươi cười, đem niềm vui cho kẻ khác, đó là việc mà chàng không muốn từ chối, cho nên Tất Đạt Đa đã hoan hỷ vâng lời. Giờ đây, đứng trước hàng ngàn quan khách, chàng thật không biết làm sao cho thỏa đáng. Mỗi thiếu nữ khi bước lên đài
phải đi qua một hàng ghế danh dự để mọi người được trông thấy. Đi qua hàng ghế ấy mới tới chỗ của Tất Đạt Đa. Thiếu nữ đi đầu là Soma, con của một vị dương tử. Theo sự chỉ dẫn của Dương Phi Cam Lộ, nàng tiến tới, bước mấy nấc thang để lên bục và đi ngang qua đài. Tới trước mặt vua và hoàng hậu, nàng quay lại, chắp tay cúi đầu chào, rồi từ từ tiến về bên trái, đi về phía Tất Đạt Đa. Đến trước Tất Đạt Đa, Soma cúi đầu chào chàng. Chàng đáp lễ, rồi cúi xuống cầm lên một sâu chuỗi ngọc, chàng trao cho Soma. Có tiếng cử tọa quan hô, Soma nghiêng mình cảm tạ. Nàng lý nhí mấy câu cảm ơn, nhưng Tất Đạt Đa không nghe rõ nàng nói gì. Thiếu nữ thứ hai là Rohini, tên của dòng sông. Tất Đạt Đa có vẻ như không lựa chọn các phần thưởng cho xứng đáng với vẻ đẹp và sắc phục của các thiếu nữ. Với được món nữ trang nào trên bàn, chàng tặng ngay món nữ trang đó. Vì vậy, cuộc trình diễn đi qua khá mau. Dù số thiếu nữ tham dự rất đông, vào khoảng 10 giờ đêm, các món nữ trang đặt trên dãy bàn dài đã dơi gần hết. Mọi người tưởng Sela là thiếu nữ sao chót, và chính Tất Đạt Đa cũng nghĩ như thế. Bỗng dưng, một thiếu nữ từ trên hàng khán đài bước xuống, đó là Yayudhara. Nàng bước ra trước khán đài và quay trở vào vái chào vua và hoàng hậu. Yayudhara vận một chiếc sari màu trắng ngà, đơn sơ và nhẹ nhàng như một cơn gió sớm. Duyên dáng tự tin, nàng bước tới trước Tất Đạt Đa, rồi mỉm cười tươi như hoa, nàng hỏi: Điện hạ còn có món nữ trang nào để tặng cho em không? Tất Đạt Đa nhìn Yayudhara, chàng nghiêng mình đáp lễ, rồi nhìn xuống mấy món nữ trang còn lại. Chàng tỏ vẻ bối rối. Trong những món còn lại đó, chẳng có món nào xứng đáng với con người đẹp đẽ đang đứng trước mặt chàng. Đột nhiên, Tất Đạt Đa mỉm cười. Chàng đưa tay tháo sâu chuỗi ngọc chàng đang đeo ở cổ. Cầm chuỗi ngọc lóng lánh trên tay, chàng mỉm cười nhìn Yayudhara. Đây là món quà ta tặng cho con nương. Yayudhara lắc đầu. Em làm đẹp cho điện hạ còn chưa hết, lòng nào mà lại lấy mất món trang sức của điện hạ? Tất Đạt Đa nói. Mẹ ta là hoàng hậu Kỳ Đầm Di thường nói là ta chẳng cần đeo đồ trang sức, càng đeo vào càng xấu thêm ra. Vậy xin công nương vui lòng nhận lấy món quà này. Nói xong, chàng ra hiệu cho Yayudhara lại gần và cúi đầu xuống. Chàng mang chuỗi ngọc lóng lánh vào cho nàng. Tiếng hoan hô vang dậy cả trên và dưới khán đài. Tiếng hoan hô kéo dài như không bao giờ dứt. Mọi người đều đứng dậy và bày tỏ nỗi vui mừng của mình.